đội giặc một giặc hai cho cưới, không cưới mày tự chết, bây giờ mày đòi chia tay với nhau. Nó nói chứ bây giờ còn kỳ quá này, sống cái gì đó mà không có biết cảm giác với nhau, không biết tôn trọng nhau gì đâu, đi làm đã rồi về không biết cái gì đỡ từng, nó một đống chén cũng không biết rửa nữa, con rửa không mà mỗi lần con rửa thì mẹ con nói con thì con rửa cũng được chứ đâu có sao đâu, mẹ con nói tại sao vợ mày không rửa mà mày phải rửa, không lẽ con nói vợ con nó làm đi. Đúng là quý vị thấy những cái đó quý vị thấy nó nhỏ không? Rất nhỏ nhưng mà nó lại trở thành chuyện rất lớn khi chúng ta không chấp nhận được nó và không tìm ra được giải pháp. Thì chúng ta tu ngay đâu? Tu ngay cái đống chén đó chứ tu đâu? Tu với con nhỏ Bạch Tuộc chứ tu với ai giờ? Chứ bây giờ mình né tránh ở chỗ nào? Vì làm sao? Vì nhân chúng ta đã gây rồi, đã tạo từ trong quá khứ rồi, bây giờ nó đến quả, chúng ta có can thiệp được cái quả không? Không. Khi quả chưa tới, chúng ta mới can thiệp bằng duyên. Giả tỷ như bây giờ nè, chúng ta biết trước ở đây là đông người, là chật chội, là nóng, thì lúc mà quý vị chưa tới có thể chuẩn bị thêm quạt máy. Nhưng bây giờ ngồi hết vậy có chuẩn bị quạt máy được không? Làm sao mà giác cái quạt máy đi tới đi lui được, đâu có đi chỗ nào mà lọt. Thì quả nó đã tới rồi, chúng ta không can thiệp được. Chúng ta chỉ can thiệp ở góc độ của duyên, tức là ở cái thời gian từ nhân đi tới quả, chúng ta sẽ can thiệp nó để chuyển đổi nó. Quá trình chuyển đổi đó mang tính tích cực, từ xấu thành đẹp, từ dở thành hay, từ nhiễm ô thành thanh tịnh, từ phàm phu thành thánh hiền. Quá trình chuyển đổi đó đạo Phật gọi là tu tập. Vậy quý vị nghĩ có mình tu với ai? Đúng rồi, tu với ông Phật là cái chuyện dễ ẹt. Bây giờ phải tu với người thân của mình. Chúng ta xây dựng được một quốc độ bình an bằng chính cõi lòng bình an của mình, đó chính là nơi an toàn nhất, tốt đẹp nhất, thanh tịnh nhất để chúng ta sống. Nhìn lại toàn bộ là người thân của chúng ta hết, họ là người mà chúng ta thương, chúng ta yêu, chúng ta quý, chúng ta mến. Cho nên cái yêu thương đó nó trùng trùng điệp điệp giống như sóng biển vậy, hết lớp này tới lớp khác nó xô liên tục. Quý vị thấy biển có bao giờ nó dứt sóng không? Không. Biển không bao giờ dứt sóng, trùng khơi muôn lớp sóng. Tình yêu anh vẫn còn. Lâu lâu đọc hai câu nghe cho nó mùi mẫn một tí. Biển hết sóng thì mình mới yêu thương. Quý vị đã đọc bài thơ Thuyền và Biển của Xuân Quỳnh chưa? Đọc chưa? Chưa hả? Thì họ dí vợ chồng họ cũng giống như là thuyền với biển đó. Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông dường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau, sóng bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp em, anh chỉ còn bão tố. Lúc mới thương nhau là vậy đó. Những ngày không gặp em, anh chỉ còn bão tố. Bây giờ mà gặp em, anh thấy mình muốn chết. Quý vị thấy mâu thuẫn không? Bây giờ mình là Phật tử, mình giải quyết vấn đề đó như thế nào? Thầy nghĩ rằng trong đây có nhiều người cũng đang mệt mỏi với cảnh tình này, phải không? Hồi xưa đó, không gặp nhau thì trèo rào, trốn cha trốn mẹ cho gặp cái mặt nó. Vậy bây giờ mà cái mặt thấy ghét thì đâu cũng gặp hoài. Sao vậy? Hồi xưa là không gặp nhau là bão tố, còn bây giờ gặp nhau muốn cắn lưỡi. Cũng là mình thôi, cũng là hai người thôi, tại sao cũng thương yêu mà thiên yêu của ngày xưa còn bây giờ có thương yêu không? Có không? Đối với vậy có thương yêu không? Có. Chứ thử hỏi coi người ta vô người ta vớt ổng có chịu không? Đâu có chịu. Chứng tỏ còn thương yêu. Như vậy tại sao thương yêu mà lại phải khổ? Chúng ta có vấn đề. Có nghĩa là giải pháp chúng ta chưa có. Hay nói đơn giản, có nghĩa là chúng ta đi lệch đường.
Cho nên sự ngọt ngào nó không còn, giá trị đầm ấm ở trong một gia đình nó không có nữa. Sự hiện hữu của chia sẻ, của thông cảm, của yêu thương hình như bị xóa đi, chỉ còn lại chán chường, hận thù và muốn chối bỏ. Nhưng thật lòng vẫn còn yêu thương, có nghĩa là trùng khơi vẫn còn sống. Sống vẫn còn xô bờ cát mà, muôn đời vẫn thế, làm sao chúng ta xóa nhòa được? Vậy mà mở miệng ra là chia tay, hết duyên, đường ai nấy đi, đừng làm khổ nhau. Bây giờ mình chỉ nói trên cái phương diện khách quan của một con người với một con người, chứ mình chưa nói về tới cái vấn đề tu tập hết. Rõ ràng bây giờ mình với cái người đó gọi là có duyên, có nợ. Ông bà mình hay nói là như vậy, phải không? Tức là có duyên, có nợ. Trước đây gọi là duyên phận cho nên mới gặp nhau. Nhưng mà gặp nhau trong 3-40 năm như vậy, yêu thương cũng có, gây gỗ nhau cũng có, ngọt ngào cũng có, mà cay đắng cũng có. Cái đó chúng ta gọi là nợ, nói theo dân gian. Nhưng mà nợ này chúng ta biết bao giờ hết không? Có biết bao giờ hết không? Lắc đầu. Không biết bao giờ hết. Đúng. Vì sao? Vì trong lòng của mình còn muốn gây nợ mà. Thì làm sao nó hết nợ? Thể hết ghét, hết thương, hết giận, hết buồn, hết muốn xa lánh, hết muốn gần gũi, lúc đó mới hết nợ. Có nghĩa là tâm của chúng ta không còn vướng bận gì nữa hết. Cái này phải là thật nha. Chứ còn mình không muốn gặp người đó với cái sự hận thù, với cái sự ghét bỏ, thì ngay nơi đó vẫn còn nợ và chúng ta phải chịu nhân quả chi phối. Quý vị biết á, thầy nghe một cái cô Phật tử này sám hối với thầy mà thầy thấy tội lắm. Cô nói thưa thầy, con là một Phật tử, hiện tại bây giờ con mở ra một cái phòng phát hành kinh sách băng đĩa, nhưng mà con rất là đau khổ. Con gặp cái anh này đã trải qua 7-8 năm rồi, nhưng mà thật tình con không muốn gặp nữa. Tại sao con không dứt được? Con không thể chấp nhận được cái cuộc sống này. Mà mỗi lần con nói lời chia tay thì ảnh năn nỉ, anh khóc lóc, anh đòi tự tử, cho nên con không đành lòng, con chịu không nổi, cho nên là tiếp tục. Mà cứ được như vậy dài 3 bữa là bổn cũ soạn lại. Con mệt mỏi quá, bây giờ con nói thiệt á, con nói bây giờ ông đi đâu đi đi, con lập cho ổng một cái công ty riêng, rồi nghe chia tiền cho ổng luôn, làm sao đừng có bén mảng tới cuộc sống này để cho tôi được bình yên. Ổng cũng không chịu. Vậy là làm sao thầy? Thầy nói thầy đâu có biết. Chứ hồi đó gặp nhau như kiểu nào? Thì cái chuyện này chỉ nói tình cờ con cũng gặp thôi. Nhưng mà rồi đó thì cũng thương, cũng yêu, rồi cũng cảm thấy không thể thiếu nhau, rồi đến với nhau. Nhưng mà đến với nhau bây giờ con thấy ổng làm phiền cuộc sống con quá. Ổng kỳ cục lắm, ổng nhỏ mọn lắm. Hãy mà ai gọi điện thoại tới á, con bắt điện thoại đó, thì ổng không chịu. Mà con hỏi thầy thử, con buôn bán, con làm chủ cái tiệm mà con không bắt điện thoại là ai bắt? Ở giao dịch làm sao? Mà hễ mà con bắt điện thoại mà nghe bên kia là nam đó, là đàn ông á, thì ổng hỏi ai vậy? Người đó mấy tuổi? Ở đâu vậy? Con tức quá, con nói ông đi làm công an đi, để ông điều tra lý lịch người ta. Mắc mới giờ ông hỏi tôi, khách hàng, chấm hết. Thầy nói trời, trả lời kiểu đó sao được. Có vậy thử nghĩ coi, tự nhiên có vụ chấm hết vô đó nữa. Trời ơi, nói chuyện gì đâu mà toàn là muối, không có đường. Thì chỉ kể vậy, thầy nói chắc chắn là có nguyên nhân. Một là phải có nhân quả, nó giải quyết cái vấn đề này, nó đang chi phối cái chuyện này. Chứ không có thể nào mà khi khổng khi không nó vậy được hết á. Là chị đã từng thề non hẹn biển với người ta, hoặc là như thế nào đó, cho nên nó không dứt ra được. Chị nói thực sự bây giờ con thấy mặt ông con ghét dữ lắm, con sợ dữ lắm, đừng có cho xuất hiện ở trước mặt, đừng cho con thấy nữa. Thì quý vị biết không, thầy nói chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. Một là trong quá khứ giữa cô với cái anh này đã từng có với nhau với sự yêu thương mà cô từng bạc đãi, tức là mình nhìn về quá khứ xa, có nghĩa là như vậy. Bây giờ nhìn tới cái gần
là ở trong cái quá khứ cách đây 10 năm, 20 năm, có thể cô đã từng làm đau khổ cho những người nào đó. Nói tới đó cái cô khóc. Té ra chị này hận kẻ bạc tình, tức là hận mối tình đầu tan vỡ, tức là người yêu phụ bạc đi lấy vợ. Cho nên cái cô này cổ thề cổ sẽ phá tan gia can của 100 người đàn ông. Dám thề thốt vậy đó. Con đi thề là đi phá gia can của 100 người đàn ông nào mà con thấy họ đang thành đạt, đang hạnh phúc. Con rất là căm thù đàn ông, con ghét những người đàn ông chuyên môn đi lừa phụ nữ. Tự nhiên thầy nghe thầy cũng sợ quá. A Di Đà Phật. Thầy nói rồi, Lý Mặt Sầu tái xuất giang hồ. Quý vị nhớ nhân vật này không? Lý Mặt Sầu hỏi thế gian tình là chi chi. Trời ơi nghe ghê quá. Thôi cái đó quý vị cứ tìm mà. Mấy cái đó coi. Trong bụng thầy nghĩ gì? Thầy nghĩ cô này giống Lý Mặt Sầu quá. Tức là hận kẻ đã phụ bạc mình mà dám thề là phải phá gia can 100 người đàn ông đang hạnh phúc. Thầy hỏi rồi cô có làm không? Cô nói tại sao không làm? Thầy hỏi làm bao nhiêu? Cô nói 40. Tức là cổ làm cho 40 gia đình nó tan nát hết. Phải ly tán. Không thương, không yêu gì hết. Thầy hỏi cô lấy cơ sở gì mà cô làm? Cô nói con đẹp mà thầy. Có tự tin ớn luôn. Rồi, đúng là cái nết đến chết cái đẹp. Cô nói là con đẹp mà. Thầy nói đẹp mà làm gì? Cô nói bỏ tật mấy thằng cha nhiễm bệnh H6N1. Thầy nói thầy nghe H5 không, tự nhiên đâu ra H6 nữa. Quý vị biết H6 không? Là háo. Thầy nói cái này mấy ông ghét thầy lắm. Thầy nói liền, thầy nói cô ác quá. Cô nói tại sao ác? Vậy cái thằng quỷ dịch kia nó có nghĩ tới đau khổ của con không? Mà nó phụ bạc con. Bây giờ đàn ông của tụi nó là phải đáng đời. Trời ơi thầy nghe thấy ghê quá. Có nghĩa là cái âm thanh đó nó được nói bằng cái tâm ngập tràn hận thù. Làm sao giải quyết được? Đức Phật dạy rồi, hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Trời, muộn màng. Người ta tính nói tiếp rồi cái vỗ tay. Vỗ của mình ơn đó chứ. Thôi dầu sao nữa cũng cảm ơn quý vị vỗ tay để ủng hộ cô đó đi. Để cho có đồng minh chứ không sao buồn chết. Quý vị tưởng tượng đi, cổ phá gia can 40 gia đình. Thầy nói cô ác độc quá. Cổ nói con chưa hả dạ nữa thầy. 40 gia đình đó thực sự là tan nát. Con lấy hết tình cảm của gia đình, thậm chí lấy luôn tiền bạc của họ. Đàn ông đáng chết. Thầy nghe thầy thấy tội nghiệp quá. Cái người mà sống chìm trong hận thù, thực sự họ không có lấy một ngày bình yên. Thầy mới nói liền, thầy nói cô đã gieo trồng, bây giờ cô đang gặt lấy kết quả rồi. Cô đừng có tránh né, đừng có mà phải than gian gì nữa hết. Cổ nói con phát nguyện 100 nhà là mới có 40 mà quả gì tới nhanh vậy thầy. Trời ơi. Thầy nói 40 gia đình đau khổ, 40 người phụ nữ đó cũng có trái tim giống như cô. Họ cũng có những giọt nước mắt thầm lặng khi phải chia cách tình thương. Họ cũng có những giọt nước mắt đau khổ khi gia đình xào xáo. Và họ có những trái tim không ngủ yên khi biết chồng mình phản bội như cô đã từng biết. Rồi đây sẽ có 40 người phụ nữ hận thù giống như cô. Rồi cũng sẽ có 60 người nữa sẽ hận thù giống như cô đã từng hận thù. Tại sao cô phải bắt thêm một nhịp cầu để thế gian này có nhiều con người hận thù nhau như vậy? Họ làm nên tội tình gì?